giáo phận Nha Trang thành lễ chuyển chức linh mục. Trong bài huấn dụ, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn hãy vui mừng và tạ ơn vì Chúa đã ban cho giáo phận có 28 người con xuất thân từ các gia đình, các giáo xứ, giáo hạt trong giáo phận đã trở nên những linh mục của Chúa. Ngài cũng mời gọi các tân chức sống đời sống linh mục, phải chiếu tỏa những dấu ấn, những nét đẹp tuyệt vời của mẹ Maria. Lời ca ý lực sống trên đây đã vang lên trong suốt tuần lễ Chúa Ba Ngôi này. Lệnh truyền của Đức Kitô đã được giáo hội trong suốt 20 thế kỷ qua, từng lớp lớp thế hệ đã không ngừng quảng đại, dấn thân đáp lại lời mời gọi của Chúa, đặc biệt trong đời sống thánh hiến để kế tục sứ vụ của Thầy Chí Thánh. Và hôm nay đây, trong ngày lễ Đức Mẹ đi thăm viếng, giáo phận Nha Trang đánh dấu một ngày hồng phúc, một ngày trọng đại và hân hoan, chào đón 28 thầy phó tế tiến lên nhận lãnh thiên chức linh mục. Ngày 31 tháng 5 năm 2018, tại Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang, Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục giáo phận Nha Trang đã cử hành trọng thể thánh lễ chuyển chức cho 28 thầy phó tế tiến lên lãnh chức linh mục. Đồng tế với ngài có Đức ông Giuse Lê Văn Sĩ, linh mục tổng đại diện giáo phận, cha Gioan Bautista Ngô Đình Tiến, giám đốc Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang và quý cha trong ban giám đốc, quý cha đại diện giám mục trong giáo phận và gần 250 cha đồng tế trong và ngoài giáo phận. Trong thánh lễ còn có sự hiện diện của quý bề trên các hội dòng, quý thầy đại chủng viện, quý tu sĩ nam nữ và giáo dân đến từ 9 giáo hạt trong giáo phận đã về tham dự. Sau phần công bố lời Chúa là phần thẩm vấn của Đức Giám mục, các tân chức nói lên sự tự nguyện và vâng phục của mình. Tiếp đến, các tân chức phủ phục trước bàn thờ với lời kinh cầu các thánh. Sau đó, Đức cha Giuse đặt tay và đọc lời nguyện chuyển chức, trao ban chức linh mục. Mọi người đều sốt sáng hiệp thông trong bầu khí thánh thiêng qua các nghi thức ý nghĩa. Qua dòng thời gian hơn 60 năm, Thiên Chúa đã hướng dẫn giáo phận vượt qua những thăng trầm của lịch sử, để ngày hôm nay chúng ta đồng tâm nhất trí, sướng lên lời ca ngợi. Muôn ngàn đời, Chúa vẫn chọn tình thương. Và ngày lễ chuyển chức hôm nay là một minh chứng của lòng yêu thương ấy, vì Chúa đã ban cho giáo phận có thêm nhiều mục tử nhiệt thành để dẫn dắt dân Chúa như lòng Chúa mong ước. Với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, với lòng tri ân và yêu mến hội thánh, chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện và yêu thương, nâng đỡ các tân linh mục để các ngài luôn trung thành với Chúa và chư toàn sứ vụ mục tử mà Thiên Chúa và hội thánh đã trao phó. Thánh lễ chuyển chức phó tế Tổng giáo phận Sài Gòn. Phó tế là người được chính Thiên Chúa tuyển chọn để thực hiện công việc xây dựng sự hiệp thông của hội thánh nhằm loan báo tin mừng. Đó là chủ đề của bài huấn dụ mà Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn trong thánh lễ chuyển chức phó tế cho 17 đại chủng sinh thuộc Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 5 năm 2018 tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn. Thánh lễ trọng thể do Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn chủ tế và chủ phong. Đồng tế với ngài có linh mục tổng đại diện Ignacio Hồ Văn Xuân, linh mục giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, Giuse Bùi Công Trác, quý linh mục bề trên, quý cha giáo Đại chủng viện, quý cha nghĩa phụ của các tiến chức và quý cha có liên hệ với quý tiến chức. Đến tham dự thánh lễ còn có quý ông bà cố, quý thân nhân của các tiến chức, quý khách, quý nam nữ tu sĩ, quý chủng sinh và rất đông giáo dân. Đúng 8 giờ 30 phút trong giai điệu hân hoan của bài ca nhập lễ, các tiến chức cùng ông bà cố và đoàn đồng tế được rước từ cuối nhà thờ lên cung thánh. Đầu lễ, Đức Giám mục Louis đã bày tỏ niềm vui khi được cử hành thánh lễ hôm nay. Đồng thời, ngài mời gọi cộng đoàn phục vụ hãy cùng cầu nguyện cho các tiến chức được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để các thầy trở nên những người phục vụ, xây dựng sự hiệp thông và phục vụ việc loan báo tin mừng. Ngay sau bài tin mừng, các tiến chức được xướng danh và tiến lên cung thánh. Các tiến chức được cha giám đốc Đại chủng viện Giuse chứng nhận chức Đức Giám mục Louis là xứng đáng để lãnh nhận chức phó tế. Liền đó là lời tuyển chọn chính thức của Đức Giám mục Louis và cả cộng đoàn phục vụ đã biểu lộ sự đồng thuận bằng tiếng hát rộn ràng, tạ ơn Chúa cùng một tràng pháo tay vang dội. Thánh lễ đã được diễn ra trong bầu khí linh thiêng trang trọng.
những bài thánh ca ý nghĩa với tiếng hát đầy tâm tình của quý thầy đại chủng viện cùng một cộng đoàn phục vụ nghiêm trang đã góp phần làm nên một dấu ấn đáng ghi nhớ trong cuộc đời dâng hiến của các tân chức. Thánh lễ hôm nay còn là một bước ngoặt quan trọng, mở ra một hành trình mới cho các tân phó tế trong việc phục vụ để xây dựng sự hiệp thông của hội thánh và loan báo tin mừng. Thánh lễ chuyển chức phó tế tại nhà thờ chính tòa xã Đoài, giáo Phật Vinh. Thánh lễ chuyển chức phó tế cho 27 đại chủng sinh khóa 12, đại chủng viện Thánh Francisco Xavier và một thầy dòng Đức Mẹ lên trời đã diễn ra tại nhà thờ chính tòa xã Đoài. Thánh lễ do Đức Giám mục phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên chủ sự. Đồng tế với ngài có Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, cha Gioan Bautista Nguyễn Khắc Bá, giám đốc đại chủng viện Thánh Francisco Xavier, quý cha trong và ngoài giáo phận trước sự hiện diện đông đảo của quý tu sĩ, chủng sinh, quý ông bà cố, thân nhân, ân nhân của các tiến chức và hàng ngàn giáo dân khắp nơi cùng tề tựu về tham dự ngày đại lễ. Phó tế là bậc đầu tiên trong bí tích chuyển chức của Hội Thánh Công giáo. Phó tế là những người được đặt tay không phải để lãnh nhận thiên chức linh mục nhưng là để nhận một thừa tác vụ. Thừa tác vụ mà họ lãnh nhận là để dấn thân trước hết trong các dịch vụ bác ái, giảng dạy, dạy giáo lý, công bố phúc âm, giảng trong thánh lễ, cử hành bí tích rửa tội, hôn phối và phụ giúp các buổi cử hành. Khởi đi từ các vai trò đó, giảng trong thánh lễ, Đức Giám mục Phêrô đã nói, ba chiều kích căn bản diễn tả căn tính và sứ mệnh của phó tế đều bắt đầu bằng chữ C, tương ứng với ba C, đó là cầu nguyện với Chúa, chia sẻ với lời Chúa và chứng tá đời sống. Từ đó, Đức cha nhấn mạnh đến đời sống kết hợp với Chúa, giao giảng lời Chúa và làm cho lời Ngài bằng đời sống phục vụ qua chức vụ phó tế mà các tiến chức đã được lãnh nhận. Thánh lễ chuyển chức khép lại, nhưng sứ mạng của các thầy từ đây lại mở ra một trang mới. Mỗi ứng viên đến với chức phó tế hôm nay cũng cảm nhận rằng chức phó tế không phải là kết điểm nghỉ ngơi, mà chính là một khởi điểm mới, thôi thúc mình cố gắng hơn, đẩy mình yêu mến hơn, gọi mình trau dồi hơn và dục mình cống hiến nhiều hơn theo tâm tình của Đức Kitô, vị mục tử nhân lành. Đó là động lực làm phát sinh lòng nhiệt thành tông đồ, không phải theo cảm hứng sáng kiến cá nhân, nhưng trong sự trung thành với tin mừng, để như tác giả sách Thánh Vịnh thốt lên rằng, thánh ý Ngài, con sẽ vâng theo. Thánh lễ ban bí tích thêm sức tại giáo xứ Hòa Phú, giáo phận Kon Tum đã diễn ra vào lúc 16:15 Chúa Nhật ngày 27 tháng 5 năm 2018 do Đức cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị cho 55 em, cha xứ Louis Gonzaga Nguyễn Quang Hoa và cha trưởng ban truyền thông Doan Kim Nguyễn Hoàng Sơn đồng tế, khoảng hơn 500 giáo dân Kinh và Gia Rai tham dự. Giáo xứ Hòa Phú thuộc giáo hạt Ninh Đức, Nguyên Thủy là vùng đất kinh tế mới Gia Ly năm 1976. Ngày 25 tháng 12 năm 1982 trở thành giáo họ Hòa Phú II với 100 giáo dân. Đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh quyết định nâng lên hàng giáo xứ ngày 26 tháng 3 năm 2010. Cha Bartolomeo Nguyễn Đình Phước làm cha sở tiên khởi. Cha Hoa thay cha Phước làm cha sở vào ngày 30 tháng 4 năm 2012. Đến nay, số giáo dân khoảng 1.600 người thuộc các giáo họ Hòa Phú 2, Hòa Phú 3, Hòa Phú 4, Hơ Rang, Rơ Hoa, Bối, trải dài hơn 10 km dọc quốc lộ 14. Đức cha Aloisio nói, bí tích thêm sức làm cho chúng ta lớn lên về đức tin để ra đi làm chứng cho Chúa, làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống đức tin của mình là siêng năng tham dự thánh lễ. Trong gia đình, cha mẹ, con cái biết quây quần với nhau, đọc kinh chung trong gia đình. Không những là các em mới chịu phép thêm sức, mà cả cha mẹ, người lớn cũng phải siêng năng học hỏi giáo lý để đức tin được phát triển luôn mãi. Đức cha khích lệ cha sở. Cảm ơn cha sở đã luôn nhiệt thành việc nhà Chúa. Cha vừa chăm sóc việc mục vụ giáo xứ, vừa lo việc mục vụ cho các sơ dòng kín, lại phải chạy đi chạy về để lo việc cho văn phòng tòa giám mục. Sự cộng tác nhiệt tình của cha xứ và hội đồng giáo xứ hòa điệu nhịp nhàng trong những bó hoa tươi thắm, trong những bài cảm ơn trang trọng
và trong điệu xoang nhịp nhàng theo tiếng cổng chiêng. Muôn vàn giọt mưa đọng trên cành lá, nhưng gương mặt mọi người đang rạng rỡ hồng ân Chúa Thánh Thần.